Chúng ta thời điểm này giảng chưa hết thì những cái kiến thức chúng ta cần nhớ như thế này. Đó là gì? Với A nhân K thì nó sẽ chia hết cho A. Đúng không? Tức là hoặc K với A phẩy K thuộc số nguyên. Thì học lớp 6 đấy. Ví dụ chẳng hạn là thầy giáo có cái số đơn giản như là chẳng hạn số 35 nhân với 8 ấy, thì số cái tích này là chia cho 35, chia cho mấy nào? Chia cho 8. Thì chia cái tích này chia cho 35 thì bằng 8, tích này chia cho 8 thì bằng 35. Tích này còn chia số nào nữa? Chia cho 5 nữa. Vì sao ạ? Vì sao chia cho 5 ạ? Bởi vì cái thằng 35 đã chia cho 5 rồi, mà cái tích này còn chia cho 35, nó là bố là này, đúng không? Bạn cái tích này chia cho 35 lại chia cho này, cái tích này mạnh nhá. Chúng ta có chưa hiểu cái tính chất chia hết của phần bắt cầu là như vậy. Có chia cho 7 nữa đúng không? Cái này chia cho tích này chia cho mấy nữa? Cho 4, cho mấy nữa? Hai. Chúng ta hiểu ý nghĩa rồi chưa? Đấy, để mình sử dụng cái kiến thức này chúng ta sẽ vào. Đó, ví dụ như chẳng hạn như đó là A chia hết cho B với này, và B lại chia hết cho C này, thì chúng ta suy ra được A chắc chắn chia cho gì con? Đúng rồi, chia cho C. Thì chúng ta sẽ đến với một cái bài tập để có dạy chuyên đề bất thường mà chúng ta hay khó cho học ta để là chứng minh. Ta sẽ đến với bài số 1. Cho điểm tích A bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm chấm cộng đến 2 mũ 200. Với cái thứ nhất A nhỏ chứng minh rằng A chia hết cho 6 chấm 7 phần B, hoặc chứng minh rằng A chia hết cho 5 nào anh em. Để chúng ta sẽ cùng trò chuyện một chút nhé. Cái này là cái chuyên đề bồi dưỡng cho học sinh giỏi. Thì thầy giáo dạy các con này, thì để cái tính chất của một số mà muốn chia cho 6 ấy, thì nó phải đồng thời chia cho cả 2 và 3. Thầy nhắc lại cho các con một chút nhé. Ví dụ nha, các bạn cùng nghe thầy nhé. Ví dụ chẳng hạn là số chia cho 2 đi. Số chia cho 2 tận cùng của nó là 0, 2, 4, 6, 8, đúng không? Số chia cho 3 là số có tổng các chữ số chia cho 3, thì số ấy chia cho 3, ví dụ như là có số 5, 6, 4 chẳng hạn. Số này có tổng là 15, số chia cho 3, dẫn đến số này chia cho 3, đúng không? Rồi, thế thì một số đồng thời chia cho cả 2 và 3 thì nó chia cho mấy ạ? Có 6. Thế là cái tính chất mà thầy đã dạy các con từ đầu năm lớp 6 à? Dạ. Đấy. Ví dụ một số chia cho cả 3 và 5 thì nó sẽ chia cho bao nhiêu con? 15. Và phải chọn ra hai cái số này là số nguyên tố cùng nhau nhé. Lưu ý cái này nhé. Thế nào chỉ có ước chung duy nhất là 1 thôi. Ví dụ có bạn bảo trước đây nó chia cho 2 và 4 thì trong suy ra là chia cho 8. Cái này đúng hay sai? Sai ạ. Bởi vì hai cái số này đều chia cho 2. Hai số này chỉ cùng chia cho 1 thôi. Người ta bảo là số nguyên tố cùng nhau, đúng không? Hai số này cùng chia cho 1 thôi. Đấy. Nó có ước chung duy nhất là 1, người ta gọi là số nguyên tố cùng nhau. Cái này ước chung duy nhất của nó là 1 và 2, không phải, được chưa? Ví dụ một số chia cho 6 và 7 thì nó sẽ chia cho bao nhiêu con? 4 mấy ạ? 42. Đấy, chia cho 3 và 4 thì nó sẽ chia cho bao nhiêu con? 12. 12, đấy, mở rộng như vậy. Như vậy trong cái bài này, các
À, chúng ta cần xác định là chết cho 6 cho nó không có dấu hiệu, nhưng chúng ta suy luận là có kiến thức rồi, nó sẽ biết rằng là nó sẽ chết cho 2 là mấy, ba 3. Rồi ok. Như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy A này gồm có 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 này cộng đến 2 mũ 200. Thì cái số hạng nào, cái số hạng nào cũng đều chết cho 2 là đúng rồi. Đúng chưa? Đây số 2 này chết cho 2, cái này chết cho 2, chết cho 2, chết cho 2 thì tổng này phải chết cho 2. Đúng chưa? Tiếp theo là chúng ta phải làm là để chỉ ra A chết cho 3 là xong. Được chưa? Vì sao này chết cho 3 thì chúng ta phải làm nó xuất hiện cái dạng tích A nhân K chết cho A hoặc A. Đó. Thế thì ở đây thầy mới nhận thấy một chỗ này là nó nhát đấy nhá. Ở đây thầy đó bảo các con nó đi học một nhá. Thế thì thầy mới thấy ở đây là muốn tạo số 3 không khó, ở đây là cũng chiết phân phối này không là nhóm hai cái số này, chỗ này 2 mũ 2 chính là 2 nhân 2, chỗ này 2 mũ 3 và 2 mũ 4 thì là sẽ tách ra 2 mũ 3 nhân 2 này chính là 2. Chúng ta dùng một số mũ nhỏ nhất nhé, 2 nhân 1 2 nhân 2 này được nhóm này nhá, cộng với chỗ này nhá chính là 2 mũ 3 nhân 1 này cộng với 2 mũ 3 nhân mấy á, nhân 2. Thế anh nhìn được chưa? Rồi là sao kệ nó đi, mình đang tính quy luật mà. Như vậy là chúng ta có tính chất phân phối số 2 giống nhau không? Mình nghĩ ra ngoài là 1 cộng 2, mình nhìn thấy ngay là chúng ta bằng xuất hiện số 3 chưa? Đấy, chỗ này mình cũng có số 2 mũ 2 giống nhau là tính chất phân phối đó. Thì chính là 1 cộng mấy á? 1 cộng 2 là xuất hiện số mấy đây? Số 3. À, như vậy là chúng ta đã đưa cái bài toán này xuất hiện tích của số 3 rồi. Nếu mà xuất hiện tích nhân với 3 thì chắc chắn sẽ chết cho mấy? Số 3. Mà lúc trước chúng ta đã có được chiết cho 2 A về chiết cho 3 thì sẽ chiết cho mấy ạ? 6. Rồi, thế là với định giới như vậy chúng ta đã làm ra nhát và tìm được cái lời giải tương tự rồi. Chúng ta thêm cặp là 2 mũ 1 nhóm với 2 mũ 2, 2 mũ 3 nhóm với 2 mũ 4, cái hai thằng là một nhóm đúng không? Thế thì ở đây chắc chắn là 2 mũ 199 nhóm với 2 mũ 200 chuẩn chưa? Đủ không thừa không thiếu. Từ 2 mũ 1 cho dưới 2 mũ 200 là đúng 200 số không? Mà 2 số là một nhóm, như vậy đủ chưa? Không thừa không thiếu đấy, phải nghe rằng như vậy chúng ta sẽ đến những phần lời giải chi tiết như thế này nhá. Xong rồi đấy thì mình đến phần lời giải chi tiết như sau, chúng ta nhận thấy như sau này. Bài làm này, phần A thì các số hạng của A đây đều chia hết cho 2 đúng không con? 2 thì chia cho chính nó không? 2 mũ 2 lại chia cho 2 thì bằng 2 mũ 1 không? 2 mũ 3 chia 2 bằng 2 mũ 2 không? Bởi vì các số hạng của A đều chia hết cho 2. Cho 2. Nên A chia hết cho mấy ạ? Cho 2. Bởi vì các số mà chia cho 2 thì tổng nó cũng phải chia cho mấy ạ? Cho 2. Tổng nó quá mạnh rồi, đúng không? Chúng ta cứ hiểu ngầm hiểu để cho là mình có cách nhớ thôi. Tiếp theo là mình phải nói đến chiết cho 3 thì mình phải làm xuất hiện số mấy đó. Số 3 là đúng rồi ạ. Đấy, chúng ta phải làm ra nháp là mình chọn bộ số tốt phù hợp. Ta có mình ghi lại đề bài A bằng 2 cộng với 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 3 cộng với 2 mũ 4 cộng chấm chấm. Mình biết là sẽ có 2 mũ 199 rồi cộng với 2 mũ 200. Được chưa? Rồi, thì như vậy là lúc thầy trò chúng ta làm ra nhá, chúng ta có định hướng là nhóm hay là một, mà mình vận dụng tính chất phân phối. Cái quy luật ở đây là mình nhóm hay là một, chúng ta dùng số mũ nhỏ nhất làm trung tâm để tách ra tính chất phân phối á, thì chúng ta sẽ suy ra A bằng bao này, nghĩ lại nhé, là 2 nhân 1 này, số mũ nhỏ nhất là chúng ta phải cộng với 2 mũ 2 tách ra là 2 nhân 2 thôi, thì có nhóm chưa đó. Rồi nha, tiếp nha, 2 mũ 3 và 2 mũ 4 thì dùng 2 mũ 3 là trung tâm đúng không? 2 mũ 3 này, tức là cái số giống nhau đấy trong tính chất phân phối ạ. 2 mũ 3 nhân 1, 2 mũ 4 cho cách là 2 mũ 3 nhân 2 không? Thì đúng là 2 mũ 4 chưa? Rồi, đó là xuất hiện tính chất phân phối cộng chấm chấm. Cái nhóm cuối cùng này thì dùng một số nào để tạo ra dòng giống nhau ạ? 2 mũ bao nhiêu? 199 nhân 1 cộng với 2 mũ 199 nhân mấy ạ? Nhân 2 rồi, tốt rồi. Như vậy chúng ta sẽ suy ra A bằng trình bày ngay ngắn này nhá. 2 nhân mở ngoặc 1 cộng mấy ạ? 1 cộng 2 thì có nhất là phối chưa? Cộng 2 mũ 3 nhân mở ngoặc 1 cộng mấy?
2 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 199 nhân 1 cộng mấy ạ? 1 cộng 2. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ có được tính ở trong ngoặc rồi. A sẽ bằng 2 nhân 1 cộng 2 là mấy con? 3 cộng 2 mũ 3, 1 cộng 2 là mấy con? 3 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 199 nhân mấy ạ? Nhân 3. Wow, tới đây từ từ anh em ơi. Như vậy các tình yêu của thầy đã thấy nhận thấy nó đều chiếc cho 3 chưa? Thì chúng ta sẽ biết một cách thông minh hơn một chút đi. Ta nhận thấy nó đều xuất hiện chiếc số 3 đúng không? Nào nào, thế thì chúng ta sẽ có suy ra luôn. À, tiếp tục sử dụng tính chất thực tố một lần nữa. Ta sẽ có mở ngoặc này. 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm chấm cộng đến 2 mũ 100 bao nhiêu? 199 nhân về mấy con nhỉ? Thì nhân phân phối mà. À, như vậy đây là A này. Dừng. A đây là một tích. A đây là một tích. Nhân với 3 nó đã chiết cho 3 chưa? Mình ghi ở đây chiết cho 3 các bạn ạ. Con thưa thầy, thầy nói thế nào trên đây thì dạy là A nhân K thì chiết cho A vào K. Nhưng con thấy ở đây là tổng cơ mà. Ừ. Sao nó lại khác A hả thầy? Thì mình coi cái tổng này là một số rất là to đi. Đúng không? Vô cùng to đi. Cái tổng này là số tự nhiên chưa? Mà nó nhân với 3 thì đương nhiên nó sẽ chiết cho mấy? Cho 3 thì sẽ chiết cho K. Đúng không? Đấy. Nó chiết cho 3 vì sao mình trả lời? Vì 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 199 là số gì con nhỉ? Là số tự nhiên. Đúng không con? Đây là số tự nhiên, số tự nhiên, số tự nhiên cộng nhau là số tự nhiên. Số tự nhiên nhân với 3 thì tích này cả chiết cho mấy? Cho 3. Từ 1 này là khẳng định chiết cho 2 này. Từ 2 này là khẳng định chiết cho 3 này. Từ 1 và 2 ta suy ra A phải chiết cho 6. Mở ngoặc vì sao? Vì 2 và 3 là số nguyên tố cùng nhau. Thế là nó có ứng chung duy nhất là 1. Số nguyên tố cùng nhau. Trong một số sách người ta viết về tài liệu nâng cao á, người ta sẽ ghi là 2,3 bằng 1. Tức là cái cách ghi như vậy là thay đổi câu này. Và mình kết luận là vậy. A chia hết cho 6, mở ngoặc, đầu phải cắt moi. Chưa? Dựa vào đó thì các con sẽ suy nghĩ chữa lại cái phần A, sau đó con suy nghĩ làm phần B. Tạo ra số mấy ạ? 5. Đây chữa. Có chỗ nào không hiểu khoảng luôn nhé. Các cái bài đầu này phải quan trọng lắm. Đó. Bài đầu mà lơ mơ rồi là kéo theo là tất cả các bài đều lơ mơ. Nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần B nhé. Thì mình phải lấy giấy nháp ra đúng không? Thì ở ngay ở cái phần A chúng ta nhận thấy là để tạo xuất hiện ra chiết cho 3 thì chúng ta nhóm ngay thứ nhất và thứ hai rồi. Thế về chắc chắn không thể nhóm như này được nữa. Phải nhóm giải pháp khác nữa thì mới xuất hiện ở số 5, đúng không? Vì chứng minh chiết cho mấy ạ? Đây mình nhắc vào ra. À số 5 à. Nếu cái nhóm 2 này này thì 2 nhân 1 này, 2 nhân 2 mũ 2, 2 mũ 2 là 4 cộng 1 đúng bằng 5 chưa? Đấy mình nhóm 2 này nữa này, đây mình nhóm này. 2 cộng 2 mũ 3 này. Cộng với 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 4 này mình cứ làm ra nháp đi. Đúng không? Thì chỗ này có phải là 2 nhân 1 chưa? Thế là 2 nhân 2 mũ 2 không con? Cộng với chỗ này là 2 mũ 2 nhân 1 này. Cộng với 2 mũ 2. Lấy cái số mũ nhất là nhỏ nhất là trung tâm tùy mình chọn nhé. Nhân với 2 mũ 2. 2 mũ 2 là nhân với 2 mũ 2 là 2 mũ 4 chưa? Thì mình sẽ có số 2 giống nhau. Mình ghi đây là 1 cộng với 2 mũ 2 này. Chỗ này mình có 2 cộng ra ngoài 2 mũ 2 ra ngoài là 1 cộng với 2 mũ 2 là phải nghe nhá. 2 mũ 2 là mấy nào? Và cộng 1 là bằng mấy ạ? Thế là bằng 2 nhân 5 chưa? Số hiện số 5 rồi đây. 2 mũ 2 là 4 cộng với 1 là 5 này. Mà 2 mũ 2 nhân 5 đẹp quá người bà con. Đó. Mày phải tích là xuất hiện số 5 chưa? Chắc chắn nó sẽ chết cho 5. Mình nhắc vào như vậy. Mình nhắc mình mò. Mình nhóm anh này. Anh thứ nhất thứ 2 con được. Mình nhóm anh thứ nhất thì thứ mấy? Thứ 3. Thứ 3 con được thì mình nhóm anh nhất thì thứ mấy?
thứ tư. Rồi anh tư được mình nhóm 3 số là 1 có được không? Được. 4 số là 1 được không? Bao giờ nó phải ra cả số của mình như ý thì thôi. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta sẽ đến với một lời giải chi tiết như sau. Chúng ta sẽ đến với phần B này. Ta có này A bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4, cứ nghe đi, cộng 12 mũ 200. Rồi thì chúng ta sẽ nhóm ạ. A sẽ nhóm là 2, khi mình làm cái nháp mình biết rồi, 2 nhóm với 2 mũ mấy ạ? 2 mũ 3, 2 mũ 2 mình nhóm với 2 mũ mấy ạ? 2 mũ 4. Số lũy thừa cách nhau mấy đơn vị con? 2 đơn vị. Thế thì cái thằng này, cái thằng này 2 mũ 200 sẽ nhỏ hơn 2 mũ bao nhiêu? Chính xác. Đấy, phải nghe giải đi, nghe giải để tập trung vào nhá. Rồi, như vậy chúng ta sẽ giải thích một chút về tính chất phân phối cách cụ thể như sau. A bằng 2 nhân 1 là 2 đúng không? Cộng 2 nhân 2 mũ 2 đúng là 2 mũ 3 chưa? Cộng 2 mũ 2 nhân 1 là 2 mũ 2. Cộng 2 mũ 2 nhân 2 mũ 2 là 2 mũ 4 chưa? Cộng chấm chấm. Cộng mở ngoặc 2 mũ 198 nhân 1. Cộng 2 mũ 198 nhân 12 mũ mấy á? 2 mũ 2 là 2200 chưa? Thế thì khi đó nó sẽ xuất hiện tính chất phân phối cho chúng ta chưa? Các con? Đấy. Thế nên phải nháp đã, mình có định hướng ra là giải 2 mở ngoặc là 1 cộng với 2 mũ 2. Chỉ bày chi tiết là 2 mũ 2 nhân với 1 cộng với 2 mũ 2 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 198 nhân với 1 cộng với 2 mũ 2. Cái số đúng nhau mình biết là ngoài nhất là phù hợp. Thì bây giờ mình tính ở trong ngoặc trước. Chúng ta sẽ có A bằng 2 mũ 2 là 4 cộng 1 là 5 thì bằng 2 nhân mấy ạ? 2 nhân 5 cộng 2 mũ 2 nhân chỗ này cũng thế chưa? Là 5 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 198 nhân mấy ạ? Nhân mấy nào? Nhân 5 đúng chưa? Và lại có tính chất phân phối một lần nữa không? Chính là số mấy con? Số 5, ta sẽ suy ra A bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 198 mấy ạ? 98 nhân về mấy nào? Thì nó đã chia cho 5 chưa? Vì sao mà cái tổng này đúng là một số tự nhiên rất to? À, vì 2 cộng 2 mũ 2 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 198 là một số tự nhiên. Là một số tự nhiên. Mình tính làm gì mình chỉ biết là nó số tự nhiên thôi. Như vậy nó đã chia cho 5 rồi, mình kết luận là vậy. A chia cho 5 mở ngoặc đường phố có mưa. Được chưa? Cứ ép nhóm mà bao giờ bằng ra này thôi, thấy nhá. Đấy anh em, thì là cho bài 2 chúng ta sẽ vận dụng cái số học của chúng ta vào chúng ta sẽ tìm cái lượng nha. Thì ta sẽ cho đây là cái biểu thức B, nó chính là 3 cộng với 3 mũ 3 cộng với 3 mũ 5 3 mũ 7 chấm chấm cộng đến 3 mũ 99. Thế là tôi sẽ tính xem là có bao nhiêu số hạng, từ 1 đến 99 này. Muốn tìm số có hạng, ta lấy số cuối từ số đầu 99 thì 1 là 98. Chia 2 là còn 49 và cộng 1 đúng 50 số, như vậy lấy đủ 50 số. Đúng cái là số của nó chưa? Đây là đây, đây, như vậy nó có 50 số nếu tiếp cặp là được. Thế tôi sẽ có câu thứ nhất, ai nhỏ? Chứng minh rằng B chia hết cho 10. Phần B chứng minh rằng B chia hết cho 10. Đúng rồi, anh em. 9 là 5 lắm.
biết sao to tại sao bây giờ bởi vì nó cũng nhỏ á. Đê ở Khả Năng ngon chưa? Rồi. Nhóm hai từ đầu tiên đây này. Vâng. Là 3 ra được 1 cộng với 3 cũng 2, 3 2 là 9 cộng 1 là 10, đẹp luôn. Đúng không anh em? Đấy, đi phần 4 là như vậy. Như vậy chúng ta sẽ đến với phần A đó. Trong cái bài thi thì đương nhiên chúng ta sẽ làm trước khó gì ạ? Vâng ạ. Nếu mà bạn nào mà cảm thấy chưa làm chủ được, hãy tiếp tục nghe giảng thêm lần nữa để mình làm chủ nó hơn. Phần A ta có B bằng này 3 cộng 3 mũ 3 này, 3 mũ 5 này, cộng 3 mũ 7 này, cộng chấm chấm 3 mũ 9. Như vậy chúng ta sẽ nhóm hai cái số đầu tiên. B bằng 3 nhân 1 thôi, cộng 3 nhân 3 mũ 2 thì đang nói ạ. À? Đây đúng không con? 3 nhân 3 mũ 2 là 3 mũ 3. Nhóm tiếp hai số này là 3 mũ 5 nhân 1 cộng với 3 mũ 5 nhân 3 mũ 2. Như vậy ở đây là chúng ta sẽ có 3 mũ 9, 9 sẽ nhóm với bao nhiêu con? 3 mũ 9 mấy ạ? 3 mũ 9 7. 3 mũ 9 7 nhân 1 cộng 3 mũ 9 7 nhân mấy ạ? Nhân 2. À xin lỗi, nhân lại 3 mũ 2. Rồi, như vậy chúng ta đã có tính nhất của khối này là B bằng 3 nhân mở ngoặc 1 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 5 nhân 1 cộng 3 mũ 2 cộng chấm chấm 3 mũ 9 7 nhân 1 cộng 3 mũ 2. Rồi, 3 mũ 2 là 9, đúng cộng 1 xuất hiện số 10 chưa? Đẹp quá rồi, đúng không? Bằng 3 nhân 10 cộng 3 mũ 5 cũng nhân mấy ạ? Nhân 10 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 9 7 cũng nhân mấy ạ? Nhân 10. Lại có số 10 giống nhau, sử dụng nhân mình sẽ đưa nó về làm tích, đúng không? 2 nhân k chúng ta sẽ có là b bằng 3 cộng 3 mũ 5 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 9 mấy ạ? 9 7 đây nhân về mấy? 10. Các bạn nhìn cái lượt này, nếu mà thêm một số nữa chúng ta phải biết là 3 mũ mấy nè. Nhìn cái lượt đi, chính xác là 1 đến 5 là cách 4, thêm 4 nữa thành 3 mũ 9 này. Nhờ đấy. Như vậy nó chiết cho 10 chưa? Nếu cái câu BA này người ta có thể hỏi là chiết cho 5 được, bởi vì nó chiết cho 10 thì sẽ chiết cho mấy? Đấy. Vâng vâng, người ta có đổi thành chiết cho 2 nữa không? Được, chiết cho 10 mình bảo là vì cái tổng 3 cộng 3 mũ 5 cộng chẳng chẳng cộng 3 mũ 9 chí đúng vậy là số tự nhiên. Vậy B chia hết cho 10 mà hoặc đậu phụ chấm mắm. Chúng ta sẽ đến với cái phần B. Thì bây giờ mình là phải lấy giấy nháp ra, mình nháp cùng ghi B ra. Hoặc 3 cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 5 cộng 3 mũ 7. Thôi kệ, ghi từ đây cho nè. Ngá ngá là như vậy. Mình nháp nó ra có phải không hả? À? Bạn mình kìa, đúng không? Mình ghi giấy nháp ra như này nhỉ? Đấy. Thế là mình nhóm. Nhóm nào để ra 41 nhưng mình loanh quanh mình nhóm cái giả định là những phần A là không ra được. Thế như mình nhóm cái thằng này với thằng này xem nào. 3 với 3 mũ 5 đi. Thì mình có số 3 là tính nhất phần cuối không? Thì sao? Mình tách là 3 nhân 1 này cộng với 3 nhân 3 mũ 4 này. Mình có số 3 giống nhau không? Thế là sao kệ nó đi. Đấy là bằng 3 này nhân 11 cộng với 3 mũ 4 này. 3 mũ 4 là 4 số 3 nhân với nhau là được 81 cộng 1 là bằng 8 mấy ạ? 82. Các bạn ra tới đây được không nhìn ra 82 đang chiết cho 41 chưa? Như vậy cái tích này mình sẽ nào xuất hiện là chiết cho 82 thì đương nhiên là sẽ chiết cho 81 41, được chưa? Các bạn nói được giải được các số kia như 1 mà nhóm với 3 mũ 5 này. 31, 3 mũ 5 thì đương nhiên là 33 sẽ nằm với 3 mũ 7 ạ, 3 mũ 7. Như lượt còn cách 4 đơn vị này không? Số mũ ấy. Được chưa? Là ra rồi. Dựa vào cái phần nháp mà mình phán đoán ra là như vậy. Thì chúng ta
Bây giờ là có được số cụ thể rồi, tiến hành quá trình ghi lại giải chi tiết. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là gì ạ? Ta có B bằng 3 cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 5 cộng 3 mũ 7 cộng thẩm thấu cộng 3 mũ 99. Khi ra B bằng B sẽ nhóm 3 mũ 1 cộng 3 mũ 5 chưa? Đó, nhóm 3 mũ 1 cộng 3 mũ 5 cộng nhóm với 3 mũ 3 cộng với 3 mũ mấy á? 3 mũ 7. Cộng nào anh em nhìn cứ được nha. Đó, 1 đến 5, 3 thì đến 7. Thế thì 99 sẽ nhóm với bao nhiêu? 5. 3 mũ 95 chính xác, cộng với 3 mũ 99. Đấy, người học toán đơn ca người ta phải nhìn như là số để ghi ra cho nó chuẩn. Và tới đây là mình nhát là ngon rồi, mình sẽ sử dụng trực tiếp phần cuối, mình tách ra đây. B bằng 3 nhân 1 cộng 3 nhân 3 mũ mấy á? 3 mũ 4 thì được 3 mũ 5. Nhá. Cộng tiếp vào đây là 3 mũ 3 nhân 1 cộng với 3 mũ 3 nhân với 3 mũ mấy á? 3 mũ 4. Đúng nhá. Cộng tiếp chẳng nhớ 3 mũ 95 nhân 1 cộng với 3 mũ 95 nhân với 3 mũ mấy con? 3 mũ 4. Thì tiếp tục chúng ta sẽ có thì tiếp phần cuối là gì ạ? Đây số 3 đúng nhau chưa? Viết 3 là ra thì được 1 cộng 3 mũ 4 cộng với 3 mũ 3 mình viết là ra thì được 1 cộng với 3 mũ 4. Được chưa? Cộng chấm chấm cộng 3 mũ 95 đặt ra mình được 1 cộng với 3 mũ mấy ạ? 3 mũ 4. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ xuất hiện là gì ạ? B sẽ bằng 3 nhân 3 mũ 4 là bao nhiêu? 81 cộng 1 là bao nhiêu? 82. Đẹp rồi bà con. Cộng 3 mũ 3 nhân 3 mũ 4 là 81 cộng 1 là bao nhiêu? 82 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 95 nhân chỗ này cũng thấy chưa? Rồi 82. Và nhận thấy là nó đã xuất hiện thì số 82 giống nhau, chúng ta sẽ sử dụng tiếp phần cuối để xuất hiện được số chiết cho 82 và suy ra chiết cho 41, đúng không? Đấy, chúng ta suy ra là B sẽ bằng 3 cộng 3 mũ 3 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 95 nhân với 8 mấy á? 82 thì nó đã chiết cho 82 chưa? Vâng, chiết cho 82 chúng ta sẽ suy ra là A sẽ là B sẽ chiết cho 8 mấy, 4 mấy á? Chiết cho 41. Vì sao? Vì thì 82 chia hết cho 4 mấy á? 41. Và mà vì sao nữa nhỉ? Vì cái tổng này là một số gì ạ? Tự nhiên là số tự nhiên. Mình kết luận vậy B chia hết cho mày á 41 và hoặc đậu phụ chấm muối cà anh thấy hay vừa nói chưa, phải vận động, phải vận động linh hoạt cái đầu, tìm bằng xa này thôi, hiểu không? Cứ tách nhóm thôi, sử dụng phân phối cái kỹ thuật nó chỉ có thế thôi. Bài 3 cho biểu thức M bằng ba cộng ba mũ hai cộng ba mũ ba cộng ba mũ bốn cộng chấm chấm cộng đến ba mũ 90 chứng minh rằng M chia hết cho 12. Phần B chứng minh rằng M chia hết cho 13. Phần A ngon chưa? Rồi ạ.
Được, khôn hơn rồi đúng không? Nhóm 2 được nhóm mấy? Nhóm 3. 3 được thì nhóm mấy? 4. Bà này máu rồi, bà nhạc nào bà chơi thì đúng không? Vâng, như vậy là để chiết cho 12 thì chúng ta thấy là M đã chiết cho 3 rồi. Đây là cần số 4 là xong. Thì nhóm 2 số đầu tiên này, số có số 3 này, 3 x 1 này. 3 mũ 2 là 3 nhân 3 này, đưa số 3 ra là được 1 cộng 3 số 4 ngay. Nhẩm được ngay, chúng ta có. Và bạn Lê Phương Linh, anh trình bày cho thầy phần A. Anh Lê có. Bà đang nấu không? Và như vậy là bạn Linh bạn này là nhóm này 3 với 3 mũ 2 thì sử dụng tính chất là bạn nhận rất nhanh, đưa 3 ra thì được 1 cộng 3, đưa 3 mũ 3 ra thì được 1 cộng 3 và 1 cộng 3 là 4 đúng không? 1 cộng 3 là 4, 1 cộng 3 là 4 và có 4 tiếp tục bạn đưa ra ngoài cái gì này? Đấy, thế cũng được. Bạn đã tạo ra 12 và nhảm số 3 ở đây ra. Đây cách làm của bạn đây. Thì gọi là 3 mũ 2, 3 x 4 là 12. Bạn nhảm số 3 từ 3 mũ 8, 9 thế này. Đúng không? Thì là 3 mũ 88 nhân với 3 x 4 là 12. Đây là một cách làm không sao cả. Thì gọi các bạn làm từ tương nhìn cho bài 4, các bạn giải thích đầu tiên là vì nó có các số 3 đều chia cho 3 nên cái tổng này chia cho mấy? Cho 3 rồi chứng minh là chia cho 4. Thì vì chia cho 3 và 4 thì chia cho 12 cũng được. Và cái học là sáng tạo, đây đây cũng khen. Nhưng ở đây phải giải thích là vì sao? Vì cái tổng là 1 cộng 3 mũ 2 cộng đến 3 mũ 88. Vâng ạ, 1 đúng rồi ạ, đây số 12 là 12 nhân 1 này con. Là số tự nhiên. Vậy M chia cho 12 điều phải chứng minh. Chúng ta đến phần B nhé. Như vậy là để chia cho 13, chúng ta nhận thấy là cái hướng nhóm hai số nó sinh ra số 4 nó không được. Thế mình nhóm mấy số nào? Ba số đi. Đó, nháp. 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3. Nếu mà nhóm 3 số thì mình có hiểu là 3 nhân 1 không? Cộng 3, lấy số mũ bé nhất là trung tâm thôi. 3 cộng với 3 nhân 3 mũ mấy á? 3 mũ 2 để tạo ra tính chất phân phối chưa? Viết 3 ra ngoài hiểu 1 cộng với 3 cộng 3 mũ 2 đẹp chưa con? 9 cộng 1 là 10, 10 cộng 3 đúng 13. Chết cái bà xong. Như vậy chúng ta sẽ nhóm 3 số là 1, ở đây là bao nhiêu số con? Từ 1 đến 90, số mũ đây ạ, là 90 số. Và cái 3 số là một nhóm 12 đủ chưa? 90 chia cho 3 không? Không thử ông thì ông đủ nhóm rồi. Đẹp quá. Đây là tiền này. Phần B. Ta có M bằng 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4. Rồi cộng chấm chấm. Thế thì chúng ta sẽ viết nó ra dạng 4 số nữa con này. Ở đây là 3 mũ 90 này. 3 mũ 90 này sẽ cộng với 3 mũ 89 này sẽ cộng với 3 mũ 88 này sẽ cộng với 3 mũ bao nhiêu con? 87. Được chưa? Rồi đúng không? Cảm ơn Linh. Như vậy chúng ta sẽ nhóm 4 số là 1 này. Chúng ta sẽ có suy ra này. M sẽ bằng này. 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 này. 3 mũ 4 này. Cộng 3 mũ 87 cộng 3 mũ 88 cộng 3 mũ 89 cộng 3 mũ 90. Rồi chúng ta có số 3 giống nhau chưa? À, vâng, bài nhầm ạ. Chúng ta chỉ dùng mấy số thôi ạ. 3 số bằng xin lỗi ạ. Thầy nhầm nhỏ sang trồng tròn. Các bạn nhắc thầy rất chính xác ạ. Chúng ta nhắc trước là tìm 3 số thôi đúng không? Chúng ta chỉ nhóm 3 số thôi. Đa số mà chúng ta nhận thấy giả thích đây là 3 x 1 này, 3 x 3 mũ 7 á,
5 2 cộng chấm chấm này cộng này 3 mũ 8 8 nhân 1 cộng với 3 mũ 8 8 nhân 3 này cộng với 3 mũ 8 8 nhân 3 mũ 7 á, 32 này. Như vậy chúng ta có gì là thừa số chung trong hình thức phân phối đây? 3 đúng không? 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 8 8 nhân mở ngoặc 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2. Rồi. 3 mũ 2 là 9 cộng 1 là 10 cộng 3 là 13, phải không ạ? Việt Anh. 3 nhân 10 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 8 8 nhân mấy á? Nhân 10. Như vậy chúng ta đã có số 10 rồi. Xin lỗi ạ, mười mấy ạ? 13 chứ thầy. Vâng ạ, 13. 13. Tiếp tục chúng ta suy ra m bằng 3 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 8 8 nhân với 13 thì nó chiết cho 3 trừ 13 chưa? Cái bài này người ta có thể hỏi nó chiết cho 39 được. Vì chỉ ra chiết cho 13 này thôi, bởi vì cái này nó chiết cho 3 nữa thì 3 nhân 13 là 39 luôn. Anh em hiểu chưa? Đấy. Nó chiết cho 13 vì sao? Vì cái tổng này 3 cộng cho tới 3 mũ 8 8 là số tự nhiên đúng không? Và mình kết luận là vậy. M sẽ chết cho bao nhiêu con? 13. Mở ngoặc. Đường phố có mưa. Thế nào? Bây giờ thấy ổn ổn chưa? Cái gì thế nhỉ? 1 năm trừ 2 bao nhiêu? 8 chia 2 bao nhiêu? 50. Cộng 1 bằng 50 rồi. Thì tôi sẽ chế ra một cái bài này. Bài 4 có kiến thức L và 2 mũ 2 2 mũ 4 2 mũ 6 2 mũ 8 2 mũ 9 8 cộng 2 mũ 100. Ai nhỏ chứng minh rằng N chia hết cho có 9. B nhỏ chứng minh rằng N chia cho 18. Chứng minh được chia cho 9 là sẽ chia cho 18 ngay, bởi vì nó đã chia cho 2 chưa? Đấy, thì ghép vào thôi. C chứng minh rằng N chia cho 11. Phần D chứng minh rằng N chia hết cho 99 đi. Bài nữa nhá. Thôi à? Tăng không? Thôi một bài nữa thôi. Bài 5 cho A bằng 7 mũ 10 cộng 7 mũ 9 trừ 7 mũ 8. A nhỏ chứng minh rằng A chia hết cho 7 này. Thế này. B nhỏ chứng minh rằng này A này chia cho 11.
Đi được nữa nhá. Ôi vừa rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.